Dạ em Khoa xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Khoa Choi của em nha các bạn. Thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi, em chúc các bạn có thật là nhiều niềm vui và một kỳ nghỉ thật là vui vẻ bên gia đình nha các bạn. Còn bạn nào mà chưa có xe đạp mà muốn tìm một chiếc xe đạp ưng ý để nâng cao sức khỏe của mình á thì nhớ tìm em Khoa và ủng hộ em Khoa một chiếc nha các bạn. Em Khoa rất là cảm ơn luôn. Thì hôm nay em Khoa có lên cho các bạn là 3 mẫu xe. Một mẫu xe là Zios của Ý. Con này thì ngoại hình gọi là siêu mới luôn các bạn ơi. Không khác gì xe xách tay đấu giá cả. Ngoại hình thì rất là mới luôn. Em Khoa zoom lại cho các bạn coi nè. Cái phần nước sơn khá là bóng bẩy luôn các bạn ơi. Con này là Zios của thương hiệu của Ý, xuất sang thị trường Nhật. Và một con xe F này là khung thép, dòng xe quốc dân, giá rẻ. Dòng này thì khách hàng bên em sử dụng rất là nhiều, dành cho những anh chị nào mà muốn mua một con xe mà đi tập thể dục, chất lượng vừa tốt mà giá cả phải chăng thì hay lựa chọn những dòng xe này rất là nhiều. Xe này em Khoa cũng bán ra và bảo hành cho các bạn 12 tháng luôn, cho các bạn yên tâm sử dụng. Dòng này là dòng nồi đồng cối đá cực kỳ luôn nha các bạn, bao quăng đập chọi luôn nha. Còn mẫu xe này là mẫu xe cuộc nhưng mà nó sử dụng tay ngang, dòng Touring City Bike các bạn, chạy trong thành phố thì rất là ok luôn và tốc độ cũng khá là trớn đó các bạn. Thì hôm nay em lên cho các bạn 3 xe thì em sẽ review trước từng xe nha các bạn. Ở đây là xe Zios nha các bạn. Cấu hình của nó là vành 700C nè, khung nhôm, ghi đông bô tăng nhôm, đùm nhôm luôn các bạn ơi. Cam là cam inox nha, cam inox luôn các bạn ơi. Nhìn cái nước xi của cái đùm thì miễn chê các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Em Khoa sẽ đi vào chi tiết cho các bạn xem nha. Ghi đông bô tăng nhôm, loại ghi đông bô tăng này thì không có rỉ sét luôn các bạn ơi. Xe này em không quên nói với các bạn về chương trình khuyến mãi bên em. Thì giờ tới cuối năm em Khoa có khuyến mãi một ít quà tặng để tri ân tới các bạn nè các bạn ơi. Em Khoa sẽ tặng kèm một cặp chắn bùng lở. Chắn bùng này em Khoa đã lắp vô sẵn cho các bạn xem thử rồi. Nếu mà mùa nắng mình không sử dụng thì mình vặn con cái núm xay này lấy ra. Nhìn chiếc xe rất là duyên dáng và thanh lịch luôn các bạn ơi. Đó, rất là cơ động luôn. Đó, mùa mưa thì mình lắp vô mình chạy. Sẽ hạn chế để bắn lên. Dành cho các bạn nào thích một chiếc xe thể thao mà không quá lắp nhiều đồ thì đây là giải pháp hợp lý nhất cho các bạn. Ghi đông bô tăng nhôm, không rỉ sét, cam là cam inox, đùm bạn đùm nhôm là các bạn. Nhìn cái quả đùm nó sáng chóa luôn, quá đẹp luôn các bạn ơi. Nước nhôm rất là óng ánh luôn, còn bóng lưỡng luôn nè các bạn. Đó, xe thì liền lạc nghiêm chỉnh, em bảo hành cho các bạn tới 12 tháng lận nên các bạn an tâm và sử dụng nha. Trục trặc gì đã có em Khoa lo, em Khoa bảo hành là bảo hành những gì thì em Khoa sẽ nói nha các bạn. Thì trong quá trình sử dụng đi 12 tháng đi, em Khoa trục trặc gì về kỹ thuật là đạn con bi đùm gì đó có hư hao hay là bị gì thì các bạn mang qua em Khoa sẽ bảo trì về phần kỹ thuật miễn phí cho các bạn luôn. Về con bi đồ nè, mấy cái con zin rất là khó nha các bạn, không có kiếm được đâu. Và thêm về bi nữa, mấy cái bi zin đó các bạn cực kỳ cứng luôn. Xe này thì nghiêm chỉnh hết rồi, về là các bạn vận hành ngay luôn chứ không có tốn tiền mà làm gì đâu. Size đứng của nó là 42, hợp cho anh chị em nào cao từ 1m50 trở lên đi rất là ok. Xe này sử dụng là tay bấm xả 3 đĩa và 8 tầng lip nha các bạn. Tay bấm xả Shimano nè, loại mặt kiến tròn nè. Thì mặt kiến bên đây em Khoa rất tiếc là nó bị bể rồi, nhưng mà không sao các bạn ơi, em Khoa sẽ làm lại mặt kiến cho các bạn, chứ em Khoa không có để về cho các bạn tự làm đâu. Em Khoa sẽ làm lại cho các bạn luôn, hoặc là em Khoa sẽ mua một cái tay khác và em Khoa thay cái mặt kiến, chỉ để lấy mặt kiến thay cho các bạn thôi, cho xe liền lạc. Xe về là nghiêm chỉnh hết, về các bạn chỉ việc vận hành ngay, không có tốn tiền đầu tư làm gì hay thêm hết, nên các bạn cứ an tâm sử dụng xe bên em nha. Còn về mua xe cũ thì người ta thường hay lo ngại về cái phần vỏ ruột. Thì em Khoa đã vậy, em Khoa đã sẽ thay sẵn cho các bạn một cặp vỏ mới luôn. Vỏ này vỏ Kenda, vỏ mới luôn cho các bạn an tâm. Đi trên một năm không có tốn tiền thay thế gì cả. Và phanh của nó cũng sử dụng phanh Shimano nè các bạn. Phanh trước sau đều là Shimano. Loại phanh này thì bóp cực kỳ ok rồi. Bấm nhẹ nhưng mà nhảy thì rất là đều luôn các bạn ơi. Cốt bẻ trước và cốt bẻ sau nó sẽ đi đồng bộ với nhau các bạn ơi. Bánh tháo nhanh,
chúng ta có thể tháo mở ra và bỏ trên ô tô mình đi du lịch dạo biển thì rất là ok, rất là đẹp luôn các bạn. Niền hay còn gọi là vành nhôm các bạn, vành nhôm alloy rim hai lớp các bạn, cực kỳ sắc nét luôn. Vành nhôm hai lớp này cực kỳ cứng luôn, dày. Xe trọng lượng xe thì tầm 10 kg hơn xíu thôi các bạn ơi. Xe rất là nhẹ, tem Nhật, biển số Nhật, đồ đầy đủ nè các bạn ơi. Quá rẻ cho một cuộc tình đúng không? Em khoa báo giá luôn cho các bạn đỡ mất thời gian. Mã này em khoa bán với giá 5.900.000. Và em khoa không bao ship nha. Còn bạn nào muốn bao ship á, thì cộng vô 350.000 với em. 350.000 đó thì là sẽ xe sẽ về tới tặng cổng vườn nhà các bạn luôn. Đó, cho các bạn an tâm vì những bạn mà ở vùng sâu vùng xa không có xe hơi xe tải tới được nha, thì đó bên em vẫn có dịch vụ đưa tới nhà. Khung nhôm là các bạn, nước sơn zin, trời ơi nó bóng thì thôi luôn các bạn ơi, soi cái mặt vô cũng thấy nữa các bạn, xe quá đẹp luôn, không có xe xấu đâu các bạn ơi, chỉ có những người kỹ thuật không biết nâng niu và tô điểm vẻ đẹp của chiếc xe thôi. Xe bãi về lúc nào cũng đẹp á, mình phải vệ sinh căn chỉnh bảo dưỡng đồ nó kỹ vô. Những gốc kẹt nè các bạn, em kỹ tới nỗi mà những gốc kẹt là em chà rửa rất là kỹ luôn, bao luôn, mấy gốc kẹt không bao giờ có điểm dơ đâu. Thường thì người ta chỉ chú trọng ở những mặt trên, mặt tiền dưới thôi. Nhưng mà em cho các bạn coi dưới đít luôn nè, bao sạch luôn á, không phải mà chỉ khoe vẻ bên ngoài đâu mà phải sạch từ trong ra ngoài luôn các bạn ơi. Đây là đùi đĩa này là đùi đĩa của Shimano nè các bạn. Đùi đĩa của Shimano, đùi đĩa nhôm xịn, zin theo xe. Và còn cái chắn dĩa của Shimano luôn nè các bạn ơi. Gạt đĩa cũng là Shimano luôn. Xe đi đồng bộ từ trên xuống dưới toàn Shimano mà các bạn ơi. Phanh là phanh nhôm, sau cũng Shimano luôn. Vành trước sau đều là vành nhôm hai lớp alloy rim luôn các bạn ơi. Phần vành còn rất là ok luôn, chưa bị khuyết lõm đâu này kia. Còn đây là cũ đời Shimano on tooth. Cũ đời này thì sang số khá là mượt mà và độ bền bỉ cũng rất là cao các bạn. Các bạn cứ an tâm đi, xe rất là nghiêm chỉnh, về là vận hành ngay. Quay về các bạn nghe cái tiếng cô ấy mà nó lên nổ thì nó cũng vừa vừa và đều, rất là giòn tay luôn. Đây là liếp thả 8 tầng, mã này là mã Shimano HG nha các bạn. Nên phải lựa chọn sên đúng, nó sẽ chạy rất là êm máy. Còn mình lựa chọn sợi dây sên sai thì nó sẽ không êm đâu các bạn ơi. Còn về phần dây sên á, thường thì các bạn thấy có những sợi dây sên xét rất là nhiều, em khoa không có để đâu, em khoa sẽ thay luôn cho các bạn. Tại vì em khoa để lại thì tầm một thời gian sau các bạn cũng thay thôi, tốn tiền của các bạn thêm. Em thay cộng dây này, em bao cho các bạn đi 1 năm luôn. Dưới 1 năm mà nó có hiện tượng nhão gì ha, em đổi cho các bạn cộng dây sinh mới, khỏi lăn tăn luôn, cho các bạn an tâm sử dụng nha các bạn. Còn cái này là hai cái chỗ vặn chờ để mình lắp ba ga vô á, cho quý anh chị nào mà có con nhỏ buổi chiều mà muốn chở con mình đi dạo thì lắp một cái ba ga vô và cái ghế em bé vô ngồi thì rất là dễ thương và đẹp luôn. Hai bố con hay là hai vợ chồng chở nhau đi buổi chiều tập thể dục và hâm nóng tình cảm thì rất là ok. Mã này thì màu xanh mà nó phối với tem trắng nhìn rất là tinh tế luôn. Xe bán ra mà đầy đủ phụ kiện mà giá thì lại mềm nữa. Ở đâu có các bạn, chỉ bên em khoa có thôi. Chuông nè các bạn ơi, khá là êm. Và tặng combo đèn trước sau nữa nè các bạn. Về là mình vận hành ngay luôn, khỏi cần tốn tiền đầu tư chi phí gì thêm. Giá này về là bon bon và nâng cao sức khỏe mỗi ngày các bạn ơi. Đây là mã số 1 nha, em khoa ra với giá 5.900.000 nha các bạn. Con này thì rất là mới luôn, các bạn cứ an tâm mà mua về dùng mà đi uống cà phê này kia dạo phố với bạn bè nha. Mấy chỗ này thì là bị chày nè, em khoa có chấm lại thì em khoa cũng chia sẻ thật với các bạn luôn, chứ để nó lòi nhôm ra màu trắng nhìn thấy ghê. Nói chung là xe này rất là ít chày, chỉ có một vài điểm nhỏ thôi. Về tổng quan thì con xe rất là đẹp. Chống này là chống nhôm nha các bạn, mà chống nhôm này là tăng đưa được luôn nha các bạn ơi. Nè đây, mình vặn này là nó sẽ dài ra nè, nó có các số ký tự nè, vặn về tăng lên. Chống này chống nhôm, tăng đưa được, có bẻ trước sau, trục giữa bạc đạn các bạn ơi. Đi Dios mà đi toàn đồng bộ đồ của Shimano không mà, xe cố ý mà 5.900.000, chỉ có em khoa để cho các bạn thôi, giá cực kỳ yêu thương luôn. Và bảo hành thì dài mút chỉ luôn, như chính sách của xe mới vậy các bạn ơi. Còn đây là mã thứ hai, mã này là thương hiệu là mã F hay còn gọi là Fin 21. Thì mã này tuy là khung thép, khung hợp kim thép các bạn,
nhưng mà đi phụ tùng thì toàn là phụ tùng nhôm không à, ghi đông nhôm em xin lỗi, em khoan nói lại, bô tăng nhôm, ghi đông này chắc ghi đông thép quá, ghi đông thép và phanh, phanh nhôm, vành nhôm. Nói chung trọng lượng của xe này nó sẽ rơi vào tầm 13kg hơn, giống như thằng này 8kg đi, thằng này thì 10kg thôi, nó lệch về chút xíu thôi chứ không có lệch nhiều đi đâu. Dòng này là nồi đồng cối đá luôn, cho anh chị nào thích hợp mà mua cho con em mình mà mới mà học cấp 2 đó, cho bé đạp đi học mình khỏi cần đưa rước thì mấy mẫu này ok, nó bền gấp mấy lần xe kia luôn, nên các bạn cứ an tâm nha. Xe này em bảo dưỡng từ trong ra ngoài hết rồi, không phải cứ xe mà phổ thông mà tầm trung học sinh sinh viên mà em khoa làm mẫu đâu, tỉ mỉ tới từng con ốc luôn á các bạn thấy không, chứ không phải mà làm cho vui đâu. Xe nào cũng vậy hết, làm phải làm liền lạc và đẹp, chén cổ này kia cực kỳ sang bóng luôn các bạn ơi, nước sơn thì ống mánh soi được luôn. Nói chung là xe nghiêm chỉnh, về các bạn vận hành ngay. À đây, em khoe cho các bạn, cộng này cộng sinh zin nè. Cộng sinh zin này em khoa cũng bảo hành cho các bạn 12 tháng luôn. Tại vì em khoa đo rồi, em khoa có một cái dụng cụ đo sên chuyên nghiệp á. Nó sẽ đo, nó sẽ coi được độ giãn của sên. Em bao cho các bạn, cộng dây sên này bảo hành cho các bạn 12 tháng nha. Nếu mà trong 12 tháng mà nó có bị nhão á, qua em tặng các bạn cộng mới luôn. Sên này sên zin, giữ lại được. Sên cỡ này mới giữ lại nè các bạn, chứ sên mà xét ngàn giữ không có được nha các bạn. Cái đó em khoa chia sẻ thiệt lòng. Cùi đời hay còn gọi là cũ đời á, là Shimano Tony TZ Lip 7 tầng. Mã này em khoa ra với giá 2.900.000 nha. Cuối năm rồi các bạn ơi, tranh thủ mua, thời điểm này mua xe thì giá cực kỳ tốt luôn, giá mềm lắm, mềm như bún nha các bạn ơi. Còn đây là một dòng xe Touring tay ngang, nhưng mà đi phong cách của xe cuộn nè. Xe này thì đi cặp vỏ chọc Maxxis. Vỏ này là vỏ chọc nha, chứ không phải nó mòn đâu nha các bạn. Nói mòn là hơi tội nghiệp em khoa xíu, Made in Taiwan luôn rồi các bạn ơi. Và vỏ Maxxis đàng hoàng nha, vành nhôm hai lớp, vành xe gió bản cao. Và nó đi cúp bẻ bánh trước. Xe này thì nước sơn zin. Có một phần em hơi khoa hơi tiếc xíu là cái phục đó các bạn, hay còn gọi là cái giò trước á, em khoa dặm lại rồi. Em khoa có dặm lại rồi, nên là em khoa cũng nói thiệt với các bạn. Tại vì chạy quá để nó chạy nhìn xấu xí lắm các bạn, em khoa dặm lại cho nó đẹp hơn. Về phần nước sơn thì nước sơn zin, em khoa đã tinh chỉnh và em khoa mix vô cái gọng nước trắng nè cho xe liền lạc đẹp. Sử dụng tay bấm xả 3 đĩa 7 tầng lip, xe nghiêm chỉnh. Mã này em khoa báo giá các bạn hết hồn luôn á, em khoa bán mã này với giá 4.900.000. Chỉ có nhân dịp cuối năm này mới giá rẻ vậy thôi, qua năm thì giá bắt đầu khác à. Tại vì thời điểm cuối năm anh em ai cũng xả hàng để ăn Tết á, nên là giá cả sẽ cạnh tranh rất là nhiều luôn. Mà bình thường em khoa bán rẻ, hôm nay bán còn rẻ hơn các bạn ơi. Nên các bạn quá rẻ cho một cuộc tình để mua con xe 3 đĩa 7 lít mà chỉ có 4.900.000. Còn nhiều xe lắm nha các bạn, còn con y chang nữa nè các bạn ơi. Này là Zios size nhỏ, còn này là size bự. Các bạn đón chờ video em lên thêm nha. Hai xe thì đẹp như nhau hết. Các bạn cao bánh máy thì các bạn nói em trước khi chốt xe, em có hỏi size số đồ các bạn, để em lựa xe cho phù hợp cho các bạn luôn. Và em khoa sẽ tư vấn tận tình và giải đáp thắc mắc. Thì hôm nay em khoa xin chốt lại giá nha. Mã này 2.900.000, 4.900.000 và 5.900.000. Quá mềm cho một cuộc tình các bạn ơi. Thì bạn nào mà có nhu cầu quá thì liên hệ em với số điện thoại em có để bên trên góc trên màn hình đó các bạn. Bạn nào cần thì alo em ủng hộ em một chiếc nha. Mấy giá này là em không có bao ship được nha các bạn. Các bạn đâu cộng vô 350.000 giúp em. Cuối tuần này em cũng chúc các bạn vui vẻ bên gia đình nha. Hẹn và gặp lại các bạn ở video tiếp theo của em nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.